chồng người Lào. Chị người Việt. Chị với anh có mấy người con? Ba người con. Con gái 2. Chị năm nay là 41 tuổi. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì chắc không nói thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị là nghĩ rằng thì Bùi Hồ đang ở Hà Nội. Tại vì phía trước mặt Bùi Hồ là có một cái chị này, chị bán bánh chưng. Đây là bánh chưng, một cái đặc sản của miền Bắc của Hà Nội Việt Nam đó cô bác quý anh chị. Cũng không có dấu với cô bác quý anh chị, đây là một cái tiệm bán bánh chưng, bán cháo của người Việt ngay tại thành phố Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng, một cái tỉnh miền Bắc của nước Lào, cố đô của nước Lào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì cũng có dịp về đây, tình cờ về đây gặp được một anh Choi, là một cái anh Choi là một người Lào sống tại đây. Anh chuyên chở túc túc cho những khách đi du lịch mỗi khi đến Luông Pha Băng. Anh là một người ra khá là thân thiện, dễ thương và đặc biệt là handsome. Hôm nay đến đây để mà thưởng thức của quán cháo của chị. Chị tên gì chị? Chị Tuất. Yeah. Ba mẹ của chị là người Việt đúng không? Việt, dạ. Ba mẹ người Việt. Ba mẹ chị người Việt. Chị sống ở đây là bao nhiêu năm rồi? Năm nay là 41 tuổi. Chị được sanh đẻ ở đây. Dạ. Đúng không? Để ở đây. Vâng. Có chồng ở đây. Có chồng người Lào. Chồng người Lào, vâng. Chị người Việt. Chị với anh có mấy người con? Ba người. Ba người con. Con gái 2. Chị năm nay là 41 tuổi. Dạ. Chị bán cái này lâu chưa? Bán ở đây được 28 năm. 28 dạ. Năm. Em 12 tuổi em đến bán ở đây rồi. Chị có thường quay trở lại về Việt Nam không? Không được đi có. Quê của ba mẹ của chị ở Việt Nam là tỉnh nào? Ba ở Việt Nam, ba ở em cũng không biết là ba ở Hà Nội ạ, lúc ba Sài Gòn. Hà Nội nên uống có bánh chưng này dạ, nè. Dạ. Và ba chết đi. Ba mất ở đây luôn? Dạ, mất ở đây. Con mẹ là người Lào hả? Mẹ có người Việt, tại ba có người Việt ở đây. Mẹ cả chết rồi. Mẹ mất dạ. Mất là được 2-3 năm rồi. Mất được 2-3 năm rồi. Dạ. Thì hiện nay là chị với lại chồng của mình là người Lào sinh sống và buôn bán tại nơi này luôn. Phải. Vì sao em không... có nghĩa là từ nhỏ là chị được sinh ra và lớn lên ngay tại nơi này. Thì vì sao chị chọn cái món đặc sản của Việt Nam đó là bánh chưng? Dạ, cái này bánh tẻ. Bánh tẻ, bánh bột. Bánh chưng đâu? Bánh chưng cái đâu? Này. Dạ, đây, bánh chưng. Bánh chưng. Nói thật với cô bác quý anh chị á, thì đây là lần đầu tiên mà Bùi Hồ cầm trên tay một cái bánh chưng. Tại vì bánh chưng là một cái đặc sản của, là một cái hương vị của miền Bắc. Còn ở miền Nam của Bùi Hồ với lại em Nhân á, là đó là bánh tét. Dạ. Bánh tét thì cái bánh nó hình tròn. Dạ, dạ. Còn bánh với lại bánh ít hình tam giác. Còn bánh chưng là hình vuông như thế này. Vâng. Bao nhiêu tiền một cái như thế này chị? Cái này 6.000. 6.000 kiếp. Dạ. 6.000 kiếp. Còn cháo thì bao nhiêu một tô? Một tô 10.000 kiếp. Một tô 10.000 kiếp. Dạ. Giá rất là bình dân luôn. Cháo gì vậy chị? Cháo heo hả? Cháo heo. Dạ. Cháo thịt heo hả? Dạ. Cháo dạ. Lòng hay là cháo thịt? Cháo thịt. Cháo thịt thôi. Dạ. Thì bây giờ chị múc cho anh Choi với lại anh Ngân dùng đi. Dạ. Ăn bò trứng không? Ăn bò trứng không? Cháo. Dạ. Ăn cháo. Dạ, dạ. Cái cảm giác mà được cầm một cái bánh chưng, một cái món ăn rất là phổ biến ở miền Bắc, và mỗi khi dịp Tết đến xuân về á, thì người ta dùng cái bánh chưng là một cái bánh sum họp ở trong gia đình. Và thật là hạnh phúc khi mà cầm được cái bánh chưng ngay tại một cái rất là xa. Đối với địa, đối từ Bùi Hồ qua đây thì cũng rất là xa của bác quý anh chị. Mà cầm được cái bánh chưng cũng thấy rất là hạnh phúc ha. Mà cũng chưa biết cái hương vị của bánh chưng như thế nào, cũng chưa từng được ăn. Và trước đây thì lúc mà còn nhỏ đó thì Bùi Hồ ước rằng là mình được ăn một cái bánh chưng của miền Bắc để mình thưởng thức hương vị của bánh chưng nó như thế nào. Hôm nay thì chắc có lẽ là nhờ chị gì quên mất tên rồi. Chị Tuất. Nhờ chị Tuất sẽ mở cái bánh chưng ra cho anh em mình thưởng thức hay nhân ha. Em có ăn bánh chưng chưa? Dạ em cũng từng ăn rồi, mà ở Lào thì chưa. Hello ạ. Xếp lại. Chị Tuất bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 5 giờ tới 9 giờ hơn anh. 5 giờ sáng cho đến 9 giờ hơn. 9 giờ hơn. Chị bán này, từ cô này có người Việt này. Chị người Việt Nam. Việt Nam. Chị được có 2 câu thôi à. Chờ một tí. Nhớ bán gì em? Nó ngậm lại. Nó ngậm lại. Vậy là cháo với bánh chưng luôn đi ha.
mình sẽ ăn cháo và mình sẽ ăn bánh chưng luôn. Con gái tiền, con gái ở đây. Chị, anh ạ, xôi. Nè, ồ, ok. Cảm ơn. Hơ. À, ok. Khó tôm. Người Lào họ gọi khó tôm. Khó tôm. Khó tôm. Khó tôm. Kinh kinh khó tôm. Ok. Kinh khó tôm cho okay. Kinh bò. Anh rất là dễ thương luôn. Chị làm cho em một cái bánh chưng đi ha. Yeah. Với lại bốn tô cháo. Được. À đây. Đây yeah. Chị nói là chị có mấy người con? Ba người, con gái hai, con trai một đứa. Nhà chị ở đây luôn? Không không. Em ở là bản là Nà Sang Vơi gần là. Ở đây là đường gì hả chị? Cái này nè. Họ ngoài đường gì không biết. Chắc có lẽ là vì chị gốc được chợ. Sinh ra ở Lào. Rồi từ nhỏ đã lớn lên ở Lào, lại ít quay về Việt Nam. Nên những cái nếp sống sinh hoạt của Việt Nam á, được ba mẹ của chị truyền cho chị, cũng như là cách buôn bán của chị được ba mẹ truyền lại. Sau khi ba mẹ của chị mất đi thì chị lại ít sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để giao tiếp với lại người Lào. Nên là nữ là chị có những cái ngôn ngữ á, có những cái từ á, là chị nói không có không có gành nữa. Dạ. Chia sẻ về cái tuyến đường ở đây cho mọi người. Anh ấy hát thành. Khi mà cô bác quý anh chị á mà là Việt Kiều hoặc là những khách du lịch Việt Nam đến cái đất nước Lào và đặc biệt là đến một cái tỉnh miền Bắc, cố đô của nước Lào đó là tỉnh Luông Pha Băng, thì cô bác quý anh chị có thể đến một cái vị trí của cái tuyến đường đó là tuyến đường Kinh Salat. À, Kinh Kít Salat. Là phố cổ của cái tuyến đường trên phố cổ. Đấy, bớt xem, đúng rồi. Một cái tuyến đường ở trên cái phố cổ của Luông Pha Băng. Đồng thời có thể cô bác quý anh chị có thể là gặp anh Choi, một người Lào. Anh rất là dễ thương và mình sẽ không ngại chia sẻ my you phone photo video. À. Đây là cái số điện thoại anh Choi, người rất dễ thương, chở xe túc túc của mấy anh em. Đó là số điện thoại Lào là độc nhân. Dạ. Số điện thoại của anh là 020-554-05449. À. 020-554-05449. Đây là số điện thoại ở Lào. Khi mà cô bác quý anh chị có qua đây thì mua số SIM Lào, sau đó gọi cho anh. Anh là một người rất là dễ thương, hôm qua nay anh đồng hành cùng với mấy anh em ngay tại tỉnh Luông Pha Băng như thế này. Và đặc biệt gương mặt nhìn rất là phúc hậu luôn. Dạ. Dạ, anh cái này bánh chưng. Bánh chưng đây hả chị hả? Dạ, bánh chưng. Ok. Nhân hai anh em mình cho em một cái muỗng. Dạ. Hôm nay thì đi về Luông Pha Băng một cái trang phục khá là lạ, đó là mặc cái áo Lào. Mới mua hôm qua là 70.000 kiếp hả? Đúng không? 80.000 kiếp. Lào. Dạ. Anh mời em. Đây là một cái hương vị Việt Nam trên đất bạn ha. Đã ăn hàng cá này dạ, ở đây thì dạ. Ở trong này thì có thịt nè đúng không? Đây có thịt, có đậu xanh có, với lại nếp. Ăn, có kiểu không? Mỡ cắt không? Cắt là dạ. Cái gì? Một cái đó. Anh hỏi cái bánh chưng Việt Nam ở cái điểm nào? Con chưa ăn mà. Chưa bánh chưng Việt Nam mà. Này nó rất là mềm, mềm hơn nhiều. Dạ, bánh chưng Việt Nam cứng hơn à? Ừ, Việt Nam sang à anh? Dạ. Sài Gòn. Sài Gòn. Nhưng mà cái tôm chắc anh gọi sang. Nhưng mà em thấy là chị gói ở đây là so với mà bánh chưng em từng được ăn á, thì bánh chưng ở Việt Nam này cũng rất là nhiều người gói với cái vị khác nhau nè, nêm nếm khác nhau nè, nếp khác nhau nè, thì em ai mang ở đây em lấy như thế nào? Họ bánh thuốc chắc là mỗi một nơi thì sẽ có một cái ẩm thực nó con này bác không cái chỗ nào này đến mua hàng ngon thật là như vậy là tham và châu mà siêu già tham sao vậy thì chờ chấm thêm cái gia vị nào hết tức là bản thân nó đã đậm cái vị rồi ta làm cái nếp với lại cái thịt đó ta đã đem sẵn rồi thì mình không có cần chấm thêm một số cái gia vị khác như là ở Việt Nam. Nói chung là anh ăn nó giống như là ở Việt Nam có một loại gọi là bánh tét mà nhân mỡ. À, bánh tét nhân mỡ thì người ta sẽ để mỡ vô ở giữa, để đậu xanh và quấn nếp ở ngoài cũng gói bằng lá chuối giống như thế này và cái vị nó cũng giống nhau thì tại được thưởng thức một cái món bánh chưng hương vị của Việt Nam ngay tại một cái đất bạn như thế này là một điều khá là may mắn. Thật ra là rất là hạnh phúc khi mà anh em mình từ sáng tờ mờ sáng 4 giờ thức dậy đến bây giờ quay về cuộc sống, về cái cảnh khắc thực của các sư cũng như các Phật tử dâng cơm cho cúng dường cho sư nè, thì đến đây để quay được của người Việt buôn bán trên đất Lào. Thì thật ra anh em mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi chia sẻ cái thước phim này.
Mặc dù là hôm qua thì 10 giờ tối mới quay trở về lại phòng nghỉ, rồi 4-3 giờ rưỡi sáng là đã thức rồi. Những cái mệt mỏi nó đã tan đi biến hết rồi. Và chắc có lẽ là mà chị Tuất sẽ múc cho hai tô cháo. Dạ. Đã thưởng thức. Chị nhớ ghé quán chị Tuất, người Việt ở Lào, gốc ở Hà Nội để ủng hộ cho mọi người. Và bây giờ thì các anh em cũng đã dùng cháo nè. À, chị Tuất, một ngày như thế là chị bán bao nhiêu tô cháo chị? À, gần 200 tô bọn. 200. Dạ. Dạ. Rồi anh làm cái công việc gì? Anh à, anh giúp em bán làm bánh. Bán. Dạ, phụ làm bánh. Dạ, làm bánh đi. Dạ. Rồi các con của chị thì đã lớn hết chưa? À, đang học à, người lớn là được 17 tuổi. Thứ hai là được 15 tuổi. Học ở Việt Nam hay ở Lào chị? Ở Lào. Em thấy thì rất là nhiều các bạn là học sinh. Yeah. Từ Lào sang Việt Nam du học thì chị sau này chị có muốn cho con mình trở lại Việt Nam du học không? À, muốn anh cho đi quá là con của em hết không đi à? Không cho đi hả? Con không đi. Muốn đi. À, không yeah. muốn đi ha. À. Tặng trang người Việt gái. Ở đây anh à, họ có bảo đi học rồi mà. Con của em không muốn đi nè. Con không muốn đi. Dạ, con không muốn đi nè. Trai gái chị? Con gái. Hai đứa gái? Hai đứa. Dạ. Con của chị có nói tiếng Việt được không? Không được. Không được hả? À, không được luôn. À... Em cà buốt anh. Nhiều tuổi rồi? 17. Con ạ, 17 tuổi. Dạ. Dạ. Chị cho em một tô cháo. Ok đây. Chị. Dạ. Nhân cảm thấy như thế nào ạ? À? Cái vị sao? Phải bỏ thêm đường không? Dạ, bỏ thêm đường. À. Đường với lại gừng. À. Không tiện không? Đây là cháo thịt heo. Thì nấu không biết cái vị nó có nói như thế nào. Bây giờ mình thưởng thức thử nha. Kiểu như mà ở miền Tây mà... Cái này đường anh. Dạ, đường chị. Dạ. Em ăn đường. Bên đây gừng hả Nhân? Gừng. Anh thêm một ít nước mắm nữa. Ta tế này. Xì dầu. Này nước mắm hả chị? Cái này xì dầu. Nước mắm bên đây. Nước mắm ở đây. Dạ, yeah, ok chị. Ít thôi thôi. Cho nó thơm à. Ok chị. Yeah. Cái bánh chưng này với lại cháo này là ngày xưa là mẹ chị hướng dẫn nấu hay sao chị Tuất? Dạ, mẹ nấu. Mẹ nấu, dạ. Mẹ bán trước đó rồi. Dạ, phải. Bán trước đó thì bao nhiêu năm thì chị mới nối nghiệp của mẹ mình? Được, mẹ bán ạ. À. Mẹ bán cái được 10 năm, 10 năm, 12 năm là em bán. Dạ. Từ ngày mà chị được sinh ra ở đây thì chị về quê mẹ được mấy lần? Mẹ. Về Việt Nam được mấy lần á? Không được đi Việt Nam. Không được đi lần nào? Dạ. Thôi giờ lên xe em đi chở đi nè. Hả? No. Được à? No. Được không? Có con, có chồng nên không được đi tí. Đi có ở đâu? Về quê hương của mình mà. Em nói Việt Nam không được nhiều nè. Nhưng mà em cũng đâu biết tiếng Lào đâu, tụi em vẫn qua nè. Thôi thì chị cứ đi đi. Có anh có cầu ở anh Hà Nội. À. Dạ. Anh em của mẹ nè. Ở Hà Nội. Nhưng mà dạ. Cậu có thường qua thăm không? Anh được và được đến thăm hai lần. Anh mẹ gần chết là cậu ca đến. Dạ. Chúc mừng. Chết rồi, bỏ đường nhiều quá nên nó ngọt rồi. Đây mà muốn gặp cô là phải lại đây mới gặp cô ha. Dạ, phải cậu ca được 7 mấy mấy tuổi rồi thôi. 75, 76 tuổi rồi chứ. Ghê. Dạ, bản khu vực thành phố mình lớn không? Lũng và Bang là lớn không? Cả... Người ta nêm nếm như thế nào thôi. Nêm nếm mình không được. Người Việt mình có lại đây ăn cháo của chị nhiều không chị Tuất? Dạ, cả nhiều à. Nhiều ha? Dạ, nhiều. Người Việt mình ở thành phố là nhiều không? Người Việt họ đến ăn buôn bán ở đây nhiều này ăn. Người Việt nhiều ha? Dạ. Dạ. Ở chợ nhiều lắm. Chủ yếu mua bán ngày gì, chủ bánh.
Người Việt ở đây chủ yếu là bán cái gì? Áo bán gì đồ dạ, người chợ. Ô khách tôm nhắc đây nè. Chắc ăn. Ha ăn. Chị á, ở trong gia đình của chị thì ăn theo phong tục của Lào hay của Việt Nam? Của Lào ăn. Ăn nếp hả? Dạ. Ăn xôi luôn ha. Xôi, ăn xôi. Ăn xôi. Cơm cả ăn. Buổi chiều em nấu cơm ăn. Ở Việt Nam gọi là chịu đấm ăn xôi. Dạ. Ăn cơm là chiên xào. Ăn nếp là gì? Ăn khao niêu. Khao niêu là... Khao niêu. Là ăn nếp ha. Dạ, gạo nếp. Ăn nếp 30. Khao chao là... Khao chao là gạo nếp nọ. Gạo ăn... Khao niêu. Khao niêu. Gạo nếp. Tôi nêu là ăn nếp. Dạ. Ăn hết tô cháo luôn rồi mọi người. Nói chung là tô cháo của chị nấu ngon. Nhưng mà tại vì Bùi Hồ bỏ vô đường nhiều quá. Sugar. Tôi nêu ngọt quá. Nên là nữ là ăn nó gọi là hơi mắc hơn cái hương vị của cháo. Cô bác của anh chị có về cái ngay tại tỉnh Luông Phao Băng về Lào ghé Luông Phao Băng chơi để ghé chị ủng hộ một cái tô cháo để nói chuyện tiếng Việt nhau nghe trên đất Lào. Thôi thì ở phía bên kia là cái quán cháo của chị Tuất có tuổi đời rất là lâu năm ngay tại tỉnh Luông Phao Băng Lào này. Thì ở bên đây là một cái xe bánh mì của ba. Chào ba. Vâng. Dạ chào chị. Ba ở tỉnh nào ở Việt Nam á bà? Dạ ở Thái Bình. Thái Bình. Vâng. Dạ. Ngày xưa ba mẹ nói vậy mà không biết. Dạ, ngày xưa ba mẹ nói là ở Thái Bình ha. Vâng. Ủa, vậy là ba mẹ bà qua đây trước rồi. Vâng, đẹp bên này mà. Bà sinh sống bên này luôn. Vâng. Bà năm nay là bao nhiêu rồi? 72. Ôi trời. Bà có về thường về Việt Nam không? Dạ, về đi tour 2 lần. Đi tour? Vâng, đi gần người họ mẫu đi xe ô tô nhiều người. Đi ở đâu ở Việt Nam đi bà? Đi sang là Cửa Lò này, mới lại cái chỗ gì không lẽ họ dẫn đi. Cửa Lò Hà Tĩnh. Vâng. Dạ. Bà dạ. Năm, chị này là con của bà? Vâng, con gái út. À, là sinh ra ở Lào luôn? Vâng, ở Lào hết, 7 chị em cũng đẻ ở Lào hết mà. Ồ. Sinh ở Lào hết. Đâu rồi? Chồng của bà là người Việt hay người Lào? Dạ, là người Lào. Chồng của bà người Lào? Vâng, Lào ở với Việt. Biết tiếng Việt. Cái xưa... chú về chơi à? Dạ, cháu về chơi. À, được mấy ngày rồi? Cháu về một ngày. Dạ. Hôm nay là ngày thứ hai. Dạ, hôm nào về? Ở mấy ngày? Ngày mai cháu về lại Nậm Cấn ở Nghệ An. Nè. Đây là bánh mì bà bán bao nhiêu một ổ? Dạ. Ổ này 20.000, ổ nhỏ 15.000. Đây là phô mai. Vâng. Bên này là thịt gì bà? Đây là... Họ gọi là thịt đỏ này, bu đèn này. Bu đèn. Heo hả? Vâng, heo. Nó làm giống ở bên Thái đấy. Dạ. Trước giờ bà ở đây là bán bánh mì thôi hay sao? Vâng, ngày xưa bán bún bán gì, bây giờ không bán nữa, bán cho bánh mì là thôi. Ngày bà bán được nhiêu ổ? À, ít mà, bây giờ nó không như ngày xưa. Dạ. Từ hồi Covid đến giờ là 100 còn không được. Dạ, thôi qua dịch Covid thì mọi người còn khỏe mạnh hạnh phúc là được một điều may mắn rồi. Vâng. Khỏe là được rồi. Dạ, chỉ cần sức khỏe thôi. Vâng, cần sức khỏe thôi, cần tiền thì mình kiếm lấy. Dạ, từ từ thì mình kiếm. Vâng. Ở Việt Nam bà là dân tộc Kinh luôn hả? Vâng. Thấy anh ba mẹ kể vậy mình biết vậy, mình đâu có biết. Bà còn nhớ gì về Việt Nam không? Không. Biết gì về Việt Nam không? Không. Để đây là đi về là họ không cho về nữa. Ngày xưa nó có ăn giặc đấy. À ngày xưa có chiến tranh á. Vâng, có chiến tranh thì nó không cho về. Ba mẹ anh đâu có được về đâu, cái là ở đây luôn. Nhưng mà sống ở Lào con thấy cũng dễ sống mà. Vâng. Người ta sống hiền lành, đúng không? Vâng. Đang chỗ khác. Ở đây hiền lành hơn ở những cái nơi khác. Vâng. Chỗ bà mà... có về Việt Nam bà được đi Cửa Lò
Vâng. Có đi Hà Nội chưa? Chưa. Để lần này xong Covid là họ bảo đi. Có về Sài Gòn chưa? Chưa. À, vậy ở Lào bà đi hết chưa bà? Đi hết rồi. Viên Chăng? Đi rồi. Chạm Bà Sát? Đi rồi. Hoa Phu? Đi rồi. Sana Ba Khẹt? Đi hết rồi. Rồi đến phải nói. Đi hết luôn. À, bên Thái này đi hết rồi. Thái cũng đi hết luôn. Vâng. Ở đây cách Thái Lan là bao nhiêu km hả bà? Anh nói như bà thì bà không biết là mấy km, chỉ họ chở đi là đi, họ chở về là về rồi thôi. Chở đi chở về. Vâng, kiểu là mình đi 5, 6, 3, 4 chục người đấy. Đi từng đoàn nữa đấy. Dạ, nhà bà ở gần đây hả? Vâng, chú. Này này. Bà có nhà ở đây luôn hả bà? Vâng. Chỗ nhà ăn gì ăn, ăn Quân bán ăn dạ. Phở đấy. Xin bà đi. À, bà đây là một trong những cái người Việt mà ba mẹ từ có. Thời trước đã sang Lào sinh sống và thậm chí là định cư ở bên này luôn, gọi là Việt Kiều. Thì cái cuộc sống của bà nói chung là người Việt ở ở Lào á thì khá là khá là cuộc sống của người Việt khá là đầy đủ và họ có nhà có cửa và thậm chí là sinh sống ở đây luôn, cũng ít là rất là ít là về Việt Nam. Thậm chí có những người như là chị Tuất hay là bà ở đây thì nói về Việt Nam thì cũng không còn biết nhiều nữa. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ mới vừa thưởng thức một cái món cháo của chị Tuất là người Việt tại Lào, là người Việt Kiều ở Lào, thì cũng ghé cái xe bánh mì của bà. Bà 72 hả bà? Vâng. Bà 72 tuổi để mà quay cho cô bác quý anh chị xem về một số cái người Việt sống ở cái khu vực phía Bắc của nước Lào cho cô bác quý anh chị xem. Thì rất mong cái đoạn clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị nhìn thấy được cái cuộc sống của người Việt của mình mọi nơi trên tất cả các thế giới, như là Lào hay là Campuchia hay là những nước khác nữa. Thì rất mong cô bác quý anh chị sẽ ủng hộ, đồng hành cùng Bùi Hồ ở trong những cái chặng đường sắp tới để Bùi Hồ có thêm động lực để quay những video clip thật hay và ý nghĩa cho cô bác quý anh chị xem. Và bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em sẽ chuẩn bị đi khám phá một cái địa điểm khác ngay tại Lào, đó là Phương Suy Hiêu, với lại một cái nơi mà có rất là nhiều tượng Phật mà Bùi Hồ muốn chia sẻ ở video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Thưa bà, chào bà, con về. Vâng. Con chúc bà sức khỏe. Vâng. May mắn, thành vâng. đạt. Ăn nên làm ra trong cuộc sống. Vâng. Bà có muốn nói gì với lại người Việt của mình không? Nói thì sang người Việt đây sang đây thì là mừng cho rồi. Bà vâng. bà có gửi gắm gì đối với người Việt ở quê hương Việt Nam không? Bà họ đến chơi Lào. Bảo họ bà kêu lên Lào chơi. Vâng. Lên Lào chơi để ghé bà ủng hộ một ổ bánh mì. Vâng. Lên luôn Pha Băng để chơi. Dạ, lên luôn Pha Băng chơi vui. Con chân thắng. Chào chị ha, em chúc vâng. chị sức khỏe ha. Vâng. Cảm ơn. Dạ, ôi chị vẫn nói chuyện tiếng Việt gần đó. Chúc chị sức khỏe, gia đình, cả gia đình, đại gia đình mình sức khỏe, thành công và thành đạt vâng, trong cuộc sống. Vâng. Xin chào. Bye.